Phải nói là trời hôm nay rất là nắng luôn. Đại gia ở Bình Dương, cô là người Hoa, cúng kiến và đem rất là nhiều lễ vật lên cúng kiến cho cô chú anh chị nghệ sĩ và cũng cho chú Du Linh luôn. Riêng chú Du Linh là cũng ở đây 4 mâm. 3 mâm cho chú và 1 mâm đất đai của chú chị. Mâm đất đai thì bên đây cũng thổ thần của địa. Nói chung ở đâu thì cũng có thổ thần của địa. Mà cô là cúng là đại gia thì rất là lớn. Mua từ ở chùa Bà Bình Dương đến ba cây nhang hình ba con rồng rất là đẹp luôn. Riêng cái cây nhang giữa thì nó hình khác, hai cây nhang hai bên thì hình khác nha. Hai bên á thì hình cây kiếm, ở cây giữa là hình cây chui mọi người ơi. Cái chữ ở trên là tiếng Hoa, hơn chừng đọc không được. Cô cái chữ ở giữa là cái chữ gì cô? Wow. Cái nhang ở giữa là cái ý nghĩa của nó là tất cả gia đình được bình an. Gia đình được bình an nha. Còn cảm ơn cô rất là nhiều. Chị có cảm hỗ trợ không chị? Đây em ghi ra cho. Để chỗ nào? Chị để góc đi. Chị chọn cái chỗ nào đi chị để bên góc này. Ở xa xứ ở Nhật Bản á, lát hồi hơn chừng đọc kỹ cái thông tin ở trên hoa cho mọi người xem, thì hoa rất là đẹp, màu đỏ rất là đẹp. Trời chưa nắng luôn. Rất là lớn, lễ 49 ngày thứ 7 của cậu. Hôm nay là mọi người đến thắp nhang cũng như là đem những đồ đến cúng rất là nhiều. Anh nói cái hoa này rất là đẹp ha, đỏ tươi luôn á. Cập nhật cái bó hoa cho mọi người xem. Thì ở bên trên bó hoa là đề là người đâu hóa kiếp đến đây, trăm năm gieo thương nhớ động lòng nhân gian. Út nhỏ hâm mộ 25 năm, hâm mộ đến 25 năm rồi nha mọi người. Hay Meiji, Nhật Bản, Đầm Môn, Khánh Hòa. Là cô út nhỏ này là ở bên Khánh Hòa nhưng mà là làm ở bên Nhật Bản hay là ở bên Nhật Bản gì đó mọi người. Là bên Khánh Hòa. Người ở Khánh Hòa. Trời ơi, đọc nhanh quá. Đọc nhanh người là, Nhật Bản làm bên Khánh Hòa. Nhưng mà quê là gốc Khánh Hòa. Đó. Mọi người không cần để đọc hết những cái... Mỗi cần... Rất là đẹp rồi, cô chú anh chị ơi. Người đâu hóa kiếp đến đây, trăm năm gieo thương nhớ động lòng nhân gian. Cô thì bật khóc rồi, cô đi qua thắp nhang cho một cô Thanh Kim Huệ. Thì bắt đầu hơn chừng cũng đi qua bên một khán giả để xem lễ chi tiết và đàng hoàng trang trọng. Phải nói cái mộ của cậu Năm hôm nay quá đẹp ha. Hôm nay là ngày thứ 48 rồi, ngày mai là ngày 49 rồi.
Hoa bi đây đẹp quá. Để sắp xếp qua. Sắp xếp vô cái để đưa bánh này. Có chỗ để chưa cô? Mà làm hết bên kính chào quý cô chú quý anh chị đang xem trên kênh YouTube của Mà làm hết Bình Dương. Chúc cho toàn thể quý cô chú quý anh chị đang xem trên kênh YouTube thật nhiều sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc. Khá là đặc biệt là sáng giờ chứng kiến rất là nhiều khán giả tới viếng mộ cậu, thì có lẽ biết là ngày mai cậu sẽ cậu ở trên dẫn sanh giả cậu cũng hạnh phúc rồi. Về với cõi biết được sao? À, về với Phật được vãng sanh. Tại vì hôm nay là ngày ở ngoài đó là nếu mà mình đi không được hôm nay thì có lẽ ngày mai mình cũng đi được, nhưng mà mình đi sớm ngày mai sợ nó đông á. Đúng rồi, ngày đúng mai, rồi ngày mai rất là đông luôn. Còn tại vì ngày mai là cái thời khắc là quan trọng đối với người mất, là 49 ngày của cậu Nam Vũ Linh còn ở trên cái dương gian rồi đúng không? Ngày mai là cậu sẽ đi rồi. Đúng rồi, rồi sau đó thì cậu sẽ quay trở lại thôi. Dạ. À, em gái của chị mọi người ơi, thì chị em của chị chắc yêu chú Vũ Linh, thích cả lương lắm ha. À, thật sự mà nói thôi, kính thưa quý vị nha, chị này cũng đến hình như 1-2 lần rồi, thấy quen quen 2 lần rồi đó, thấy không, tình cảm. À, đến lần nữa là đến 4 lần nữa. Em của chị hả chị? Em Út. Tên cũng là Út Nhã nè. Nó cũng là Út rồi. Rất là quý tình cảm của chị ha, mang một cái tràng hoa bi rất là đẹp luôn. Trời ơi, vậy là chị từ ở Khánh Hòa chạy vô đây hay sao, hay là sao mà từ Khánh Hòa vô hồi sáng 5 giờ rưỡi sáng tới à. À, chị tới nhà rồi ha, thì mình có mình nghe kim nghe xong rồi lên đặt thôi là chờ kêu là chờ 2 tiếng. Ôi rồi lỡ rồi chờ. Đến đây 4 giờ sáng mà người chờ 2 tiếng nữa 6 giờ rồi đến nhà cậu Năm rồi, xong rồi đến nhà cậu Năm rồi, bây giờ mới lên mộ nữa. Cậu là chị đi 2-3 tour rất là, hôm nay là chắc bảo đảm chị đi là mấy trăm cây số luôn đó. Hồi sáng là từ Khánh Hòa mình đi là mấy giờ rồi chị? Đi từ chiều hôm qua. Đi từ chiều hôm qua luôn. Từ 5 giờ chiều. Phải nói cái cuộc hành trình phải nói là từ hôm qua tới hôm nay luôn. Chắc là chưa ngủ được nhiều đúng không chị? Lên xe. Chưa ngủ được gì luôn. Phải nói rất là vất vả cho chị. Thật sự mà nói ha, tình yêu thôi thúc cho chị quý mến cậu Năm. Thì ngày mai là thức thứ bảy, lát hồi chị về hay là chị ở lại chị cũng thức luôn hay sao chị? Ở lại luôn hả? Thôi quý. Wow. À, tình cảm vô biên. Còn trách nhiệm nữa, còn với đỡ gieo cái ấy cho Vũ Linh nữa, rồi mang mình về. À, là còn giao một cái ở người nhà chú Vũ Linh nữa rồi mới về hả chị? Wow. Hồi sáng tới sớm với người nhà chú Vũ dậy. Vậy là chị phải ở lại để gặp cho được người nhà. Không, gặp miếng chân em nghĩ là sớm mình sống với giao đồ trách nhiệm. Sáng sớm quá. À, sáng sớm quá. Dạ, rất là cảm ơn chị luôn ha. Phải nói là cái này như nó là dám nghĩ chắc không đâu. Dạ dạ. À, đây là những cái tràng hoa, những cái kỷ niệm của khán giả mà. Thế em nghĩ thì sau 49 ngày vẫn để. Tại vì mộ mình cũng chưa làm xong mà. Bữa trước vô cũng đông, hôm nay vô cũng còn đông. Dạ. Ngày nào? 2 ngày này là 2 ngày của cái ngày cuối ngày 49 rồi chị. Ngày mai là ngày 1 là cậu đi mất rồi. Sau 49 ngày là cậu đi rồi. Dạ. Hôm trước là cô Yên kêu mình vô trước sớm, người ra là phải ra đó, có người đến tên mất. Dạ, cho nên mình lại thôi chờ đi, để mình đi.